Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong Đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm mở bài viết về dược tính thọ thế bảo nguyên vị thuốc giới thái. Mình xin viết. Thái vị tăng trừ không tỷ năng lợi cửu khiếu đa thật thông khí mình xin đọc lại một lần. Giới thái, giới là rau giới, là một loại tên một loại, giới thái là tên một loại rau. Vị tăng là vị cay. Trừ tà là xua đuổi tà. Thông tỷ là thông lỗ mũi. Năng lợi là hai làm cho thông lợi. Cửu khiếu là chính lậu khiếu. Đa thật, đa là nhiều, thật là ăn, đa thật là ăn nhiều. Thông khí làm thông các phần khí, các phần hơi lên. Chào tạm biệt các bạn.